Quý vị có đang sở hữu cơ sở thương mại nhỏ? Chúng tôi làm việc với những doanh nghiệp vừa và nhỏ từ các ngành khác nhau để tìm nguồn vốn lưu động. Với nguồn vốn lưu động, quý vị có thể đầu tư để phát triển cơ sở thương mại của mình. Nhiều năm qua, chúng tôi đã giúp khách hàng tìm được nguồn vốn để đầu tư, nâng cấp cơ sở thương mại, trả lương cho nhân viên đúng hạn, tăng quảng cáo và mở rộng quy mô. Nếu những cơ sở thương mại của quý vị hoạt động trên 6 tháng và có điểm tín dụng từ 500 trở lên, chúng tôi có thể giúp quý vị mà không cần bảo đảm cá nhân hay tài sản thế chấp. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn miễn phí và để chúng tôi giúp quý vị tìm được nguồn vốn lưu động. Xin vui lòng liên lạc 817-881-8886 hoặc www.dfwbusinessloan.com, hoặc quý vị có thể trực tiếp liên lạc với tôi qua địa chỉ dfwbusinessloan@gmail.com.